Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S649. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Tấn Phát. Như vậy là trong bản đồ tâm ma chúng ta chỉ có đó chính là 24 đội. Wow. Rồi, bây giờ mình sẽ làm gì đây? Khu vực số 19 lúc nãy thấy có một Nga Mi đang mở rương. Và hiện tại Minh Giáo đang farm những con lính đầu tiên. Đội hình của mình hôm nay sẽ có Tiêu Dao kết hợp Minh Giáo và Trường Ca. Cái team này thì có lẽ là mình thấy hơi vất vả cho Trường Ca anh em ạ. Bởi vì đây là môn phái rất khó để chúng ta có thể rời giao tranh. Nhưng mà Trường Ca lại có cái ưu thế, nên là mình có khả năng hồi máu rất tốt anh em ơi. Bây giờ chúng ta tiếp tục bán tài nguyên để kiếm đồ. Lúc đầu trận mình thấy là Tiêu Dao đã có được quyển bí kíp, đó là Thất Thám Xà Bàn rồi. Bây giờ anh em chỉ cần kiếm thêm quyển bí kíp đủ chuyển tinh di nữa là mình đi quét map thoải mái. Nói vậy thôi chứ anh em, càng lên nhiều bí kíp thì mình sẽ có càng nhiều sát thương và một combo của mình sẽ càng mạnh nha anh em ạ. Trong tâm ma chúng ta sẽ ưu tiên lên bí kíp trước nha anh em. Rồi mở rương đi anh em ơi, có rương mới xuất hiện luôn rồi. Ai đó mở cái rương đi, trời ơi để cái rương chà bá luôn kìa anh em ạ. Tiếp tục bán đồ. Rồi Tiêu Dao đi mở rương đi anh em. Hiện tại có lẽ là mọi người đang bảo kê cho bạn Trường Ca, như bạn Trường Ca vẫn chưa nhích. Rồi mình thấy là Trường Ca đã online em ơi. Đúng là như vậy, nãy giờ các thành viên của mình đang đánh để cố gắng bảo kê Trường Ca. Và Trường Ca đã nhúc nhích rồi, và có lẽ chúng ta sẽ di chuyển về khu vực số 6, đó là Thương Nhân. Một phát lướt vào rồi lóc lên một cái rất đẹp và thất thám luôn em ạ. Ôi lóc lóc thất 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 thất, mình có thất thám rồi. Trời ơi bonus thêm cái thất thám nữa là quá đẹp luôn. Thôi kệ, chúng ta đã kết thúc được 3 thành viên tại khu vực số 6. Phải nói là anh em rất tranh thủ. Như vậy có một team vừa di chuyển sang Trường Ca, chúng ta đã bị lóc lên rồi. Có chạy được hay không? Trường Ca đã bị tàn phế, Tiêu Dao lướt vào để khống chế. Tiếp tục là thất thám, đội bạn đang hoảng loạn. Và chúng ta đã bảo kê thành công Trường Ca về khu vực số 18. Wow, mình chuẩn bị phản kèo nè anh em ạ. Đợi thất thám hồi luôn nha anh em. Rồi bật thuận lên và một pha phản kèo đến từ vị trí của chúng ta, lóc lên và dường như là khu vực này có khá nhiều team anh em ơi. Không được rồi, Võ Đan đã bật cái tòa phòng rất lẹ. Như vậy là chúng ta bắt buộc phải rút trở lại khu vực số 18 để tiếp tục hồi máu cho các thành viên của mình. Một Dương Môn yếu máu, đó là một Tiêu Dao. Tiêu Dao đã mất nẻ. Thôi bây giờ mình không có kỹ năng nha anh em ạ. Cố gắng tiếp tục âm farm và hồi máu. Phải nói là ở những giây phút đầu tiên của trận tâm ma, chúng ta đã thấy liên tục những pha giao tranh cực kỳ gắt. Lại là một team khác nữa, đó là Nga Mi, Võ Đan và Tiêu Dao. Họ đã đánh úp sang chúng ta bằng con đường số 19 anh em ạ. Wow, và như vậy có điểm hạ gục với Võ Đan rồi. Tiêu Dao chúng ta đã lập được chiến công, tiếp tục kéo lại, lướt một cái không trúng. Nhưng mà những thành viên chúng ta đã hỗ trợ, như vậy Trường Ca đã lên bàn điểm số. Tiếp tục đó là Võ Đan. Ủa như vậy lúc nãy ai lên bàn điểm số ta? Võ Đan, Tiêu Dao, có khả năng là Tiêu Dao đã bị chúng ta kết thúc anh em ơi. Võ Đan, Tiêu Dao và Nga Mi. Wow, phải nói là những pha phản kèo rất gắt, đội bạn đã sang đến úp chúng ta và chúng ta đã lật kèo ngược trở lại. Quá tuyệt vời. Bây giờ thì đội bạn chỉ còn có Võ Đan. Rồi, khỏe rồi đó anh em ơi. Bây giờ anh em mở cái ảo tượng coi khu vực chỗ nào anh em ạ. Có lẽ ảo tượng thời điểm này bị những team khác đã mở sạch rồi. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Đó là di chuyển về khu vực số 17. Ảo tượng bên khu vực số 7 vẫn còn. Như vậy là các thành viên chúng ta quyết định di chuyển về khu vực số 19. Đó là Võ Đan. Lóc lên, từ từ Minh Giáo ơi. Dậm một cái nữa và chắc chắn Võ Đan không thể nào sót thoát khỏi cái combo của Tiêu Dao với Minh Giáo. Hai thành viên chúng ta đã có sự thống nhất với nhau về cái lối combo Tiêu Dao lóc và Minh Giáo dậm. Bây giờ thì Trường Ca đã bật bóp, nhưng mà Tiêu Dao mình vẫn chưa tự tin bước lên khu vực số 7, bởi vì chúng ta vẫn chưa hồi kỹ năng anh em ơi. Rồi bây giờ thì mình chuẩn bị di chuyển về khu vực số 7 nào. Bên này đã bị một team 3, đó là Trường Ca, Minh Giáo và cùng lớn thì phải thêm một team khác từ khu vực số 21 di chuyển sang nữa. Bắt được ai hay không? Rất nhiều team yêu máu anh em ơi. Như vậy là họ đã thoát thành công và chúng ta là cũng đã hết kỹ năng. Bây giờ các thành viên của mình đang chờ hồi kỹ năng. Trường Ca rất hổ báo di chuyển vào bên trong. Tiêu Dao một phát lướt nhưng chúng ta không có chiều để kết thúc. Tiếp tục quay trở lại khu vực số 7 để hồi kỹ năng anh em ạ.
Có lẽ mình ở đây mở rương cũng được nha anh em. Quá căng. Phải nói là những trận tâm ma như thế này mang đến cho anh em những phút giây đầy căng thẳng và kịch tính. Một vỏ đen có quần thể kim cang, trời ơi, một phát thiên địa, anh em thấy là mình dạo của mình đã mất rất nhiều máu. Trường ca chúng ta có chạy được không? Vẫn tiếp tục bật thuẫn. Trường ca kinh công, tiêu dao đã phải nói là trông chừng trường ca rất kỹ anh em ạ. Không hề bỏ rơi đồng đội của mình. Chỉ cần vỏ đen hết thuẫn là chắc chắn tiêu dao sẽ lao vào. Tình huống đó trường ca chúng ta đã thoát thành công, và bây giờ chúng ta có đánh úp ngược trở lại không? Vỏ đen tiếp tục nhảy qua luôn, hộ báo vậy ba, trời ơi. Chúng tôi là team 3, một phát lượt, vỏ đen đã bật thuẫn rất lẹ. May mắn cho vỏ đen là tiêu dao chúng ta không có bạo kích. Nếu tình huống đó vỏ đen có thêm bạo kích thì thôi vỏ đen chia tay cuộc chơi nha. Và như vậy là thời gian của vòng số 1 đã kết thúc. Chúng ta hiện tại còn 12 đội bước tiếp vào vòng số 2. Quá căng thẳng đúng không anh em? Những pha rượt đuổi, những pha đánh úp và những pha phản kèo rất đã cho một trận tâm ma. Rồi bây giờ chúng ta đang có mặt tại khu vực số 19 và di chuyển về số 18. Bên này có team đó là Minh Giáo, Huyền Thủy và dường như có cả Trường Ca thì phải, không kịp nhìn thấy phải. Rồi và chúng ta đã kết thúc được Huyền Thủy, Minh Giáo một vạch máu dặm là phản đòn. Minh Giáo vẫn còn sống anh em ạ. Wow. Hiện tại Trường Ca vẫn đang có mặt khu vực số 18. Đó là Minh Giáo đã hồi máu rồi. Tiếp tục và Minh Giáo đã thoát thành công. Ở lúc nãy mình thấy một Minh Giáo yếu máu, tự nhiên nó hồi máu lẹ cho anh em. Không lẽ là có điều kỳ tích xảy ra tại khu vực số 18. Đã có hai đội lên bài tiếp số rồi anh em ơi. Bây giờ thì chúng ta rút về khu vực số 20 để tiếp tục ôm farm. Rồi bây giờ thì cần lắm một cái thuận để cho bạn Minh Giáo chúng ta hồi máu. Tiếp tục quay trở lại khu vực số 18. Rất trống rồi anh em ạ. Một cái tăng kháng cho Trường Ca. Rồi chạy thẳng về khu vực số 5 luôn. Và đó là một thương nhân. Bây giờ thương nhân còn cái gì để cho anh em mua hay không? Rất khó để biết anh em ạ, bởi vì tiêu dao đã nhường lại sân chơi thương nhân cho Minh Giáo với Trường Ca. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tiếp tục di chuyển để quét map. Rồi, lọc lên nào, không được rồi anh em ạ. Trường Ca đã chạy rất lẹ và như vậy là họ vừa có giao tranh tại khu vực số 1. Chúng ta đã hết kỹ năng nhưng chắc chắn là Minh Giáo sẽ còn hủy thiên. Hiện tại các thành viên của mình đang chặn cửa tại khu vực số 3. Rồi, team Minh Giáo Trường Ca đã xuất hiện. Chúng ta chưa có lock, tiếp tục đánh thường thôi anh em ơi. Tiếp tục là thất thảm và chúng ta có lock rồi. Minh Giáo dầm nhưng rất may mắn là chúng ta vẫn còn sống, không bị sốc đàm. Phải nói là ông bà đã gánh cho Minh Giáo chúng ta còng lưng luôn pha vừa rồi anh em ạ. Minh Giáo đội bàn đã bị phân đám lóc lên. Cứu mạng được các thành viên của mình rồi. Chạy thôi anh em ơi, chạy thôi, đánh đấm gì tầm này. Bỏ nhà không có đánh đâu. Có một cả một Huyền Thủy bên này. Tiếp tục có cả tiêu dao bạo kích rồi. Thôi thôi Trường Ca ơi, không cứu được đâu. Chạy đi. Chúng ta đã chạy thành công, Huyền Thủy có mặt và chúng ta di chuyển về khu vực số 18. Chạy qua khu 19, 20 luôn đi anh em ơi. Bên này có cả Trường Ca nữa. Trời ơi, còn có 8 đội thôi mà ô nào cũng gặp người vậy. Quá căng, phải nói là quá căng anh em. Thôi có lẽ là chúng ta nên lắng động lại một chút xíu thôi, nãy giờ căng thẳng quá đi. Đánh tâm ma kiểu này yêu tim chết mất anh em ạ. Minh Giáo hiện tại thì chưa có được cái phần sơn rồi. Mình thấy là Minh Giáo vừa tung phần sơn nhưng không hồi được máu. Chúng ta phải lợi dụng Trường Ca để hồi máu thôi anh em ạ. Bây giờ thì ảo tượng đã xuất hiện ở khu vực số 7, tiêu dao chắc chắn phải đi chết map. Rồi gom lính lại, bật cái vân sinh kết hải lên cho Minh Giáo hồi máu một cái nào anh em ạ. Đó, vân sinh bật lên, Minh Giáo tiếp tục đánh một viên máu luôn nè. Minh Giáo ơi, không cần phải hồi máu và anh em thấy khu vực số 7 ảo tường đã được mở. Chúng ta di chuyển lên nào anh em. Wow, mọi người vẫn chờ cái thuẫn của Trường Ca.
Có lẽ sau nhiều pha giao tranh liên tục và team chúng ta buộc lòng phải đánh chậm lại. Rồi, Vân Sinh bật lên và rất trống. Tiếp tục đó là khu vực số 6. Vẫn rất trống anh em ơi. Thôi thì mình mở rương nha. Và anh em có thể di chuyển về khu vực số 1 để chúng ta check rương. À không, check bot anh em, nhầm. Sorry anh em. Rồi lại là quần nữa rồi. Lần này thì trường ca của mình có chạy được không? Rất căng rồi trường ca ạ. Wow, kinh công thành công. Rồi lóc lên nè, hết quần mà vẫn cố gắng. Tiếp tục đợi nó rớt xuống nước một cái. Tuyệt vời, và Minh Giáo hỗ trợ. Như vậy chúng ta kết thúc được võ đàn. Quá hay, team của mình đã cover với nhau rất tuyệt vời trong tình huống vừa rồi. Và phải nói là rất đen cho bạn võ đàn. Võ đàn đã rất cố gắng nhưng không thể nào kết thúc được trường ca của mình anh em ơi. Vì vậy hiện tại chúng ta đang còn 5 đội. Rồi, mình có thực hiện công việc chết boss hay không anh em? Chúng ta vẫn chưa lên được quân hàm ỷ thiên nữa anh em ơi. Rất khó. Như vậy tiêu dao đã đi chết boss và chúng ta hãy cố gắng mở rương để kiếm thật nhiều tài nguyên. Team của mình đang bị thọt tài nguyên rất nhiều anh em ạ. Đó là côn lôn. Trương ca chúng ta đã lóc được côn lôn rồi, chuẩn bị lướt. Không được rồi, chúng ta đã bị côn lôn làm định thân. Quá khó trong tình huống vừa rồi. Một team hệ thổ thì không đáng ngại với đội hình của mình đâu anh em ơi. Rồi, tài nguyên mới chuẩn bị xuất hiện. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để chết tài nguyên. Theo quan sát của mình thì vẫn còn khá là nhiều những team mạnh trong bản Dotama này. Do đó anh em phải đề phòng nhiều hơn, cẩn thận nhiều hơn và ra tay phải chuẩn xác hơn nữa nha anh em ơi. Tiếp tục di chuyển, đó là một môn phái gì? Phải nói Minh Giáo làm rất lẹ, mình không kịp nhìn thấy luôn anh em ơi. Wow, đó là một côn lôn. Kéo lại, không được rồi. Phát kéo không thành công. Lóc lên, trời ơi, một chút xíu nữa thôi là mình lóc được trường ca. Và như vậy là thời gian của vòng số 2 đã kết thúc. Bây giờ mình sẽ tản ra để tìm kiếm tài nguyên nào anh em. Vòng số 3 chuẩn bị bắt đầu và chúng ta còn rất nhiều những môn phái. Nào là côn lôn, có cả cái bang trương ca nữa anh em ơi. Một cái bảo kích đã được Minh Giáo chúng ta sử dụng. Ủa, Minh Giáo bảo kích chưa không thấy anh em. Kéo lại, lóc lên, tuyệt vời. Và lần này chắc chắn là trương ca phải lên bài điểm số. Một cái lướt nữa, côn lôn đã chạy rất lẹ luôn anh em ạ. Rất lẹ. Như vậy chúng ta sẽ mua những quyển tăng cấp bí kíp lên. Lấy một quyển đấu chuyển tinh di hoặc là bạch hồng cũng được nha anh em. Rồi đó, lấy thêm hai quyển nữa, một quyển nữa. Rồi, bây giờ thì tiêu dao chúng ta đã có một lượng đam rất ổn định. Và mình sẽ mở một cuộc truy quét những team còn lại. Tính ra khá lâu rồi mình mới có được những trận tâm ma dồn dập và liên tục với nhiều tình huống giao tranh như thế này để cho anh em xem thật là đã mắt. Rồi bây giờ mình cứ việc đi ô nào là mình check rương ô đó, kéo lại là lóc lên hai thành viên luôn, tuyệt vời. Tiếp tục lướt một cái nữa, đó là cái bang đã bị chúng ta kết thúc anh em ạ. À. Như vậy là cái bàn vừa định up côn lôn và một môn phái gì đó vừa lấp ló tại khu vực cổng số 8 kìa anh em ơi. Cẩn thận nha, về thương nhân thì anh em hãy nhớ là một người mua, một người bảo kê, đừng có ba người cùng mua nha anh em. Chúng ta còn 4 đội, cái bàn đã bị kết thúc. Như vậy chúng ta còn côn lôn có team, đó là team gì đây? Huyền Thủy lóc lên. Tuyệt vời rồi, Huyền Thủy đã lên ngựa một phát lướt và Huyền Thủy đã bị kết thúc luôn. Quá đẹp cho pha combo vừa rồi. Rồi, anh em đang chờ tài nguyên xuất hiện. Bây giờ chúng ta đang có ưu thế với 3 thành viên. Tiếp tục di chuyển nào anh em ạ. Đó là cung luôn. Cung lôn thì tiêu dao bắt rất dễ rồi anh em. Mình đang lo lắng là cái team còn lại không biết đó là những môn phái gì.
Anh em thấy là team của mình di chuyển rất đồng đều và rất cẩn thận nha. Chúng ta phải chờ hồi các kỹ năng chúng ta mới di chuyển cùng với nhau, không hề tách lẻ. Khu vực số 5 tài nguyên đã bị chết rồi và chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 6. Vẫn chưa phát hiện được team còn lại nữa anh em ạ. Như vậy là chúng ta quyết định nán lại để chờ ảo tượng xuất hiện và chúng ta có quần thể kim cang. Rồi, chạy về khu 3 hay là khu 6 đây, chúng ta chạy thẳng về khu vực số 3. Như vậy là Minh Giáo ở lại để bảo kê cho trường ca. Đó là một trường ca lóc lên, thất thả một cái nữa, lướt một cái nữa, không đủ sát thương anh em ạ. Trường ca với quân hàm chỉ tôn rất trâu. Rồi, chúng ta đã bắt Côn Lôn tại khu vực số 6 và Côn Lôn đã thoát về khu vực số 5 rồi. Như vậy hai môn phái còn lại mình xác định đó chính là trường ca với Côn Lôn. Côn Lôn và trường ca. Đây, kéo lại không được rồi, lướt một cái nữa, lóc lên luôn, dính rồi, thất thảm. Và như vậy với một cái chiêu, cái chiêu của con trường ca, chiêu đó là chiêu gì, chiêu số 2 anh em ơi mà mình không nhớ tên, đã kết thúc được trường ca của team đời bạn. Rồi, tìm Côn Lôn kết thúc lẹ nào anh em ơi. Côn Lôn muốn chết như thế nào, ghê dễ ném. Mình phải khiêm tốn nè, mình phải khiêm tốn nè. Anh em thấy không, khu 3 đang rất căng anh em ơi. Khu 4 rồi kìa. Bây giờ cả thầy về chúng ta đang cố gắng giao tranh, kéo lại lóc lên. Và có lẽ là Trần Tâm Ma sẽ kết thúc tại đây anh em ơi. Một cái lướt nữa tuyệt vời. Và như vậy là Trần Tâm Ma đến đây đã kết thúc rồi. Và nếu như anh em yêu quý Trần Tâm Ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.